Hello anh em, nay mình gặp chiếc gấp máy treo led Vivan nha anh em. Đại tu máy, đại tu hộp số nha. Đóng 4 lồng thay miễn cốt, miễn dên mới hết nha anh em. Đây, miễn mới mình cho nhớt luôn nha. Rồi bắt hoàn thiện hết nha anh em, lóc bắt nắp vô nha, bắt video cam thì hoàn thiện hết rồi. Đây phần cam nó nhanh đây nè, giấu nó thấu gió, giấu cam nó nhanh em. Đây chú cốt rồi test thử luôn nha anh em, mình này mình chạy test rồi vừa phòng máy và vừa phòng hộp số nha anh em. Đây là số tự động nha, mình có làm bổ sim hết lại nha, nhà mình đặt vô nó lên tốc độ nhiều. Ừ, nhanh không? Đó là 80 đó. Anh em nào cũng muốn cần muốn đại tu máy, đại tu hộp số gầm viết về liên hệ mình nha. Số thổ mình là 0853 16 16 nha anh em. Đây phần bố nè, mà thầy đã thầy ra nè.